Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Low Happy Shop. Thì hồi sáng này nè các bạn, có một anh khách nhắn tin cho mình là muốn mua một combo thật to có giá là tầm 1,2 triệu, 1,3 triệu đổ lại cho bé nhà ảnh. Thì ảnh có yêu cầu mình là quay video combo lại để cho ảnh tham khảo thử. Thì sẵn tiện hôm nay mình làm clip cho các bạn xem luôn nha. Thì mình đã lựa sẵn cho anh một cặp chuột rồi nha các bạn. Chuột này là dòng Hamster Robo nha. Thì ở đây mình lựa cho anh hai màu khác nhau để sau này mà các bé có sinh sản thì có thể sinh sản ra được nhiều màu hơn. Đây là Hamster Robo mặt trắng nè. Bé này là bé đực nha. Đây, Hamster mặt trắng thì nó sẽ có mặt của nó sẽ có lông màu trắng và ở trên lưng là màu nâu nhạt một xíu. Còn bé cái là sẽ là bé Hamster Robo đốm nha các bạn. Đây, con nào cũng mập ú thấy cân hết nha. Thì mình cũng đã gửi hình ảnh cho anh xem rồi và anh cũng rất là ưng cặp chuột này. Có chuột rồi thì bây giờ mình tiếp tục lựa lòng cho các bạn. Thì ở đây có rất là nhiều mẫu lòng luôn nè, từ mẫu lòng nhỏ đến mẫu lòng to. Đây là mẫu lòng mới về bên shop luôn nè các bạn, mẫu lòng gỗ nha, rất là xịn luôn á. Còn bạn nào mà muốn mua một con á thì có mẫu lòng này nhỏ hơn nha, nhưng mà anh khách yêu cầu là mẫu lòng to thì to. Thì đây, ở bên shop có mẫu lòng này vừa mới về luôn, mẫu lòng mới nhất bên shop luôn nha. Đây là mẫu lòng biệt thự nói ống chui nha các bạn. Thì mẫu lòng này có chiều ngang là 47cm, sẽ có một cái ống chui nó liền từ phía bên đây qua tới bên đây luôn nè, rất là to và dài luôn á. Cửa thì sẽ được thiết kế ở phía trước, rất là thuận tiện cho việc bảo chuột luôn. Bên trong sẽ được bao gồm một cái tầng trệt, tầng 1 sẽ có nhà ngủ nha, và đi lên cầu thang nữa là tầng 2 là đường đi lên ống chui nè các bạn. Và bên trong sẽ có một cái view rất là to luôn nè, to kinh khủng luôn, cho mấy bé chả đã luôn. Kèm theo đó sẽ là một cái chén ăn rất là xinh luôn nè, một cái bình nước nữa. Mẫu lòng này thì đã đầy đủ phụ kiện rồi nha, nhưng mà chỉ thiếu nhà tắm thôi. Đây rất là to luôn á. Thì hai bé hồi nãy mình lựa cho anh khách á thì ở vô tư luôn á các bạn. Mẫu lòng này có giá là 620.000 nha. Bạn nào muốn mua mẫu lòng này nữa thì cứ nhắn tin cho shop nha. Có lòng và có chuột rồi thì tiếp theo mình sẽ đi lựa chọn vật dụng nha. Thì thứ không thể thiếu tiếp theo đó là một cái nhà tắm. Thì nếu mà hai bé thì mình sẽ lựa chọn một cái nhà tắm đây. Màu hồng rất là xinh luôn á. Nó cũng cái màu này nó cũng hơi giống cái màu của cái chuồng hồi nãy đó các bạn. Thì cái này thì vừa vặn được với hai bé luôn nha. Thì có nhà tắm rồi thì chắc chắn không thể nào thiếu cắt tắm đúng không? Thì đây mình sẽ lựa chọn cho anh khách một bịch cái tắm quần táo. Thì các bạn á, có nhà tắm có cắt tắm rồi thì các bạn chỉ việc là đổ cắt tắm vào trong đây. Nhưng mà các bạn chỉ cần đổ sắp sắp ở dưới đây thôi nha. Thì các bạn bỏ trực tiếp vào trong chuồng luôn, thì các bé sẽ tự chui vào đây và tự lăn lóc và tự tắm trong đó. Khi nào mà cát vàng á, cát dơ thì các bạn thay cát mới đi thôi. Thì tiếp theo nữa mình sẽ lựa chọn cát lót chuồng nha. Thì ở đây có rất là nhiều loại lót chuồng luôn, nhưng cái loại này là cát sen trắng, là loại thông dụng và được nhiều người sử dụng nhất. Nhưng mà có nhược điểm một tí là nó có nhiều bụi như các bạn. Thì các bạn muốn mua về lót chuồng á thì các bạn chịu khó rây bụi lại nha. Ở đây là các đậu nành là được làm từ vải đậu nành, rất là an toàn và lành tính với các bé chuột luôn. Giấy lót chuồng nữa nè, giấy nén lót, các bút đi. Ở đây có loại bút đi trắng và bút đi nâu. Thì mình nghĩ Hamster Robo các bạn thì nó ở rất là sạch sẽ luôn, nên mình sẽ chọn cho anh khách là các bút đi này nha. Mình nghĩ là một bịch như vậy thì xài được rất là lâu luôn á. Mình sẽ chọn các bút đi nha các bạn. Tiếp theo nữa là về phần thức ăn. Thì ở đây bịch này là thức ăn trộn sẵn, một bịch như vậy có giá là 35.000 với trọng lượng là 500g nha. Thì ở trong đây là bao gồm rất là nhiều loại hàng đã trộn sẵn rồi, mình về mình chỉ việc mở ra và cho các bé ăn thôi. Bạn nào mà mua về á, các bạn có cái hũ thì các bạn nên bỏ vô cái hũ, khi nào ăn thì cứ mở hũ ra cho các bé ăn nha. Tại vì nếu mà sợ bỏ bên ngoài á thì kiến sẽ bò vào hoặc là bị bay mụn thì sẽ không còn ngon nữa. Mình sẽ lấy một bịch thì cho anh khách nha các bạn. Còn ở đây nè, có rất là nhiều loại thức ăn giảm luôn, rất là nhiều loại luôn á. Thì đa phần á mình thấy là các bé rất là chuộng sâu rang luôn. Thì ở đây mình sẽ lấy thêm cho anh khách một bịch sâu rang nhỏ nha. Ở đây mình có sâu trung với lại sâu nhỏ, nhưng mà Robo á các bạn là giống chuột nhỏ, nó có thân hình hơi nhỏ nên mình sẽ chọn sâu nhỏ cho các bé nha. Thêm một bịch mè đen nữa cho các bé dưỡng lông nè, với lại một bịch hạt khang nữa nha. Các con chuột rất là thích ăn hạt khang luôn á. Còn gì nữa không ta? Đá mài răng. Chuột Hamster các bạn là một loại chuột cảm nhắm, chúng thường hay ngứa răng á, hay cắn phá đậu đẹp, nên mình sẽ lấy thêm cho anh khách một đá mài răng nữa nha, để cho các bé chuột có cái để mà mài răng, có cái để mà cảm nhắm, không cắn phá chuột nha. Và đây là vật dụng mà nãy giờ mình lựa cho anh khách nè. Mình nghĩ là cơ bản là đủ rồi đó, thôi lại tính tiền nha.
mình lại tính tiền xem combo này của anh khách bao nhiêu tiền nha các bạn. Đi thôi. Và đây là toàn bộ combo mình đã lựa chọn cho anh khách. Và mình sẽ gửi cho anh khách thêm một tờ hướng dẫn chăm sóc chuột hamster nữa nha. Ở trong đây sẽ có đầy đủ cách hướng dẫn như là cho ăn nè, cho ở. Bạn nào mua chuột thì mình sẽ gửi tặng một tờ hướng dẫn này. Và tổng thiệt hại của combo này là